giải mã chiến thắng chấp giật của Phan Thanh Tùng tại Lion Championship 8. Chia sẻ sau trận đấu giữa Phan Thanh Tùng và Đặng Văn Quý tại Lion Championship 8, huấn luyện viên phụ trách cho Hải Võ Sĩ đã có những chia sẻ về chiến thuật cùng với ITthao.vn ở màn so tài vừa qua. Sau khi phải hoãn trận đấu với Đặng Văn Quý do gặp chấn thương trước thềm Lion Championship 6, Phan Thanh Tùng đã có màn trở lại ấn tượng. Tại Lion Championship 8, anh khiến đối thủ phải nhận một trong những thất bại nhanh nhất lịch sử giải đấu. Phan Thanh Tùng đánh bại đối thủ bằng đòn khóa tay chỉ sau 40 giây so tài. Chia sẻ cùng với ITthao.vn bên lề sự kiện Lion Championship 8, một trong những huấn luyện viên phụ trách hướng dẫn Đặng Văn Quý cho biết họ thiếu thông tin về Phan Thanh Tùng. Cậu ấy đã không thi đấu gần một năm qua nên thông tin và dữ liệu thi đấu không nhiều. Trong khi đó, Văn Quý đã đấu 2 trận trong năm nay. Theo huấn luyện viên của Đặng Văn Quý, việc võ sĩ của VFC đã thi đấu khá nhiều từ đầu năm 2023 đến nay khiến lối đánh của anh bị đối thủ nắm được. Ở chiều ngược lại, Phan Thanh Tùng đã làm rất tốt trong việc tập luyện và rèn bài tủ trước ngày so tài ở Lion Championship 8, qua đó dẫn tới một chiến thắng sớm. Việc Thanh Tùng rèn bài tủ cũng là thông tin được huấn luyện viên của võ sĩ này chia sẻ cùng với ITthao.vn. Huấn luyện viên của Thanh Tùng cho biết, bài đánh nhanh thắng nhanh, di chuyển và áp sát để đánh bại đối phương được tôi rèn cho Thanh Tùng trong một tuần. Cậu ấy đã làm rất tốt và đạt được kết quả ngoài mong đợi. Trận thắng Đặng Văn Quý ở Lion Championship 8 giúp Phan Thanh Tùng trở lại chiếm một vị trí trong top 10 hạng cân 56kg nam. Trong khi đó, Văn Quý đã nhận 3 thất bại liên tiếp trong năm 2023. Anh thợ sơn đang gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình thi đấu thăng hạng ở Lion Championship.